Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thời tiết khu vực Hà Nội trong ngày nghỉ cuối tuần được dự báo hạ nhiệt so với hôm qua. Sáng sớm trời nhiều mây, những cơn mưa bất chợt xuất hiện ở vài nơi. Nhiệt độ ngoài trời vào buổi sáng khoảng 23-24 độ, độ ẩm ở mức 90%. Hình thái nhiều mây sẽ được duy trì trong cả ngày, nhưng nhiệt độ thì tăng theo từng giờ. Đến khoảng 10 giờ, nhiệt độ đạt mức là 26 độ. Và đến giữa trưa, nhiệt độ lên mức là 28 độ. Và mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay sẽ là 29 độ và được duy trì từ 14 đến 16 giờ chiều. Sau đó sẽ giảm dần và giữ ở mức là 27 độ khi trời tối. Lúc này, những cơn mưa rào và dông có khả năng xuất hiện trở lại ở một vài nơi. Độ ẩm trong ngày từ 73 đến 90%. Tháng 5 này, do tác động của El Nino giai đoạn suy thoái, nhiệt độ trung bình cả nước cao hơn trung bình nhiều năm, từ 1 đến 2 độ. Và tuy nhiên, hôm nay đến giữa tuần sau, miền Bắc chịu ảnh hưởng của hai đợt không khí lạnh mới. Và ở thời điểm này, không khí lạnh tràn về thường nhẹ, chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và gây mưa. Vì vậy, trong những ngày tới, dự báo miền Bắc sẽ có mưa rải rác, cục bộ có mưa to và dông. Xen giữa các đợt không khí lạnh nhẹ là những ngày nóng hơn, nhưng nhiệt độ thì không cao và không kéo dài thành đợt. Còn sau đây sẽ là thông tin thời tiết chi tiết các khu vực của Hà Nội trong ngày hôm nay. Khu vực phía Tây thành phố, từ Phúc Thọ tới Chương Mỹ, Hà Đông, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Hình thái thời tiết này cũng diễn ra ở khu vực phía Nam, từ Thanh Oai, Thường Tín cho đến Mỹ Đức với mức nhiệt từ 24 đến 29 độ. Khu vực các huyện Sóc Sơn, Mê Linh và Đông Anh, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Vùng núi Ba Vì và Sơn Tây cũng tương tự kiểu thời tiết này với mức nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ dao động từ 24 đến 29 độ. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết của khu vực Hà Nội trong những ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin dự báo thời tiết 18 giờ 25 phút ngày hôm nay.